chào mọi người nha. Hôm nay có nhiều anh em á là bình luận comment là kêu mình á là làm một cái video về chỉnh xăng bình xăng Mông Mai. Rồi sẵn bữa nay có cái xe này mình mới làm lên trên 12 cái 58. Mấy cái video trước mình có quay rồi. Rồi gắn bình Mông Mai vô chạy không được đâu. Rồi sẵn bữa nay mình chỉnh xăng sẵn rồi, mình làm một cái video để gửi đến mọi người xem giải trí luôn nha. Tắt máy kìa. Rồi đấy, mình nổ máy trước rồi mình cho mọi người nghe nha. Mình tháo vô tử này ra, mình canh cho cái co này kia, cái đường gió cho nó vô được, cho nó tròn cái đường gió nha mọi người. Cái co này kia nó ngay thẳng cái tay này rồi mình chỉnh tới lắc lừa. Rồi mình gắn cái bình Mông Mai vô thì thường thì nó bị đụng cái mỏ vàng. Để mình tháo cái bao tử ra, mình canh lên này kia coi cho nó ngay cái bao tử cái là tính sao. Thường thì nó đụng cái mỏ vàng thì mình dời cái này hơi lên, mình dời hơi lên chút cho nó sáng lên trên. Giờ mình tháo mỏ vàng xuống, mình canh trong đòn cho nó xuống chút xíu đấy, nó đụng á, đụng cái đây nha mọi người. Rồi mình trước tiên thì mình canh cái đường gió trước, cho cái đường gió cho nó vô cho nó thông hết trơn đi, rồi xong rồi mình mới canh cái lắc lừa, canh xăng lại cho cái đường gió mà nó vô không đủ gió nó chạy cũng không được. Rồi để mình canh cho nó đường gió này kia ok hết trơn, xong rồi mình mở đến lắc lừa rồi mình canh tiếp cái lắc lừa. Rồi mình cái đường gió thì mình làm nó ổn định hết trơn nha mọi người. Rồi mình canh tới lắc lừa nha. Thì mình cái đường gió mà nó thông hết trơn rồi, để mình nạt thử một hai cái coi nó có ngọt không. Nếu mà nó ngọt ok thì mình lôi ra mình chạy thử, nó không ngọt thì mình canh tới lắc lừa. Cái máy này là 1258 nha mọi người. Trần hơi cũng hơi bị tê nha. Lên ga nó còn hơi bị hụp nhẹ. Giờ đấy tới mình canh đến lắc lừa. Giờ mình mở cái đít bình xăng ra, mình canh lắc lừa cho nó. Mình thì mình canh theo cái cảm nhận thôi, canh theo cái kinh nghiệm mà mình học của thầy mình. Rồi tháo cái lắc lừa cho anh đi. Khoan, dịnh lên cho nổi lại. Rồi dịnh cho nổi lên đấy nha. Cái xe này thì nó 12 dinh 12 trái 58. Mà cái lắc lừa này thì cái bình mới, mình mua cái bình mới mình để vô thì cái lỗ lắc lừa nó hơi nhỏ nha mọi người. Mình giấy nó ra thêm, mình giấy cái lỗ lắc lừa ra thêm. Cái lắc lừa trong bình xăng này thì nó có 110 nha mọi người.
này nó có 110cc à. Rồi đấy mình canh ra thêm. Thường thì mình canh theo cảm nhận nha mọi người. Tại vì cái bình này á, cái bình bình mới, mình mới mua về thì cái máy mình làm lớn á, thì cái giắt lưa này nó nhỏ. Bây giờ mình móc từ từ ra, mình móc từ từ ra cho đến khi nào mà nó ngọt thì thôi nha. Này mình làm theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Rồi đấy mình làm từ từ, mọi người cùng xem nha. Bây giờ mình lấy cái căm nhọn, mình mài nhọn, mình da nó. Mấy cái lắc lưa này á, mấy lắc lưa này á là có bán hết, có bán đường số hết. Nhưng bây giờ mình hết rồi, hết rồi, giờ mình làm theo cái cảm nhận của mình. Mình giấy nó ra, mình giấy cái mình cảm nhận thấy cảm thấy nó được rồi mình để vô. Hồi xưa tới giờ thì mình học sư phụ cũng vậy, thì mình canh theo bằng cái cảm nhận thôi. Cái này là mình móc theo cảm nhận nha mọi người. Bây giờ mình gắn vô mình nổ máy thử. Sẵn cái máy này máy lớn, mình móc cái lỗ này luôn nha. Mình móc cái lỗ này ra cho gió với xăng nó vô nhiều hơn. Đây cái máy, còn mấy cái máy mà như cam xăng 110 này kia đổ lại thì mình khỏi móc mấy cái này. Cái này mình lên trái lớn rồi, mình lên trái 58 rồi, trên 12 rồi, chắc nó lẽ là nó sẽ đi, nó bị thiếu gió. Mình móc nó ra thêm. Mình móc đều hết nha mọi người. Mình móc ra cho nó bự hơn chút xíu nha mọi người. Thấy thế gì cái lỗ này nó, cái lỗ này nó 10 đi. Mình móc ra khoảng 11 thôi. Cái này mình móc theo cảm nhận của mình nha. Rồi đấy mình nhờ thằng đợi mình bắt vô rồi mình nổ máy thử nha mọi người. Để cho luôn đi. Rồi qua đập má. Cái này nó còn hợp mà mình thấy cái chậm mugi nữa nó bị lỏng. Trời ơi, hư chậm mugi rồi, để mình mua cái chậm mugi mình thay vô nha. Để nó mua cái chậm mugi nha, mugi nó bị hư luôn rồi, chậm. Xăng thì mình chỉnh xăng là một phần nha mọi người. Rồi mình kiểm tra lửa củi lại cái nữa nha. Thì chiếc xe này thì lửa nó cũng là, chiếc xe này xe Nhật thì lửa nó cũng là lửa xịn rồi, tôi không đến đổi. Mà cái chụp bogey nãy mình nẹt lên nó hợp á, mình thấy nó nhúc nhích thì mình tháo ra thì nó bị gớt cái này ra rồi. Rồi đó mình mua cái chụp bogey mình để cho mình thử cái nữa coi xem sao. Mọi người xem kênh của mình đừng quên đăng ký kênh theo dõi mình nha. Mình sẽ thường xuyên làm xe, làm clip up lên mọi người xem giải trí trong thời gian nghỉ ngơi nha. Đây thêm một con phu trời.
Xe này mình làm máy, mình làm lên 54. Rồi mình sẵn mình mở tua luôn, mình mở cái tua đi xe lên luôn. Rồi mọi người theo dõi mình nha, clip sau, một hai clip sau gì đó, mình nếu mà cái này nó làm xong trước thì mình sẽ làm clip trước. Còn nếu mà sau thì mình làm, mình sẽ làm clip xong xe này, mình sẽ làm clip gửi đến mọi người xem, gửi đến mọi người xem luôn nha. Xe tại mình thì làm xe cũng nhiều, bởi vì xe nào mà ví dụ như xe nào mà có gồi trước hay là hoặc là làm trước á, tuy gần nhiều khi nó lại sau nhưng mà nó làm nhanh hơn, thì làm trước thì mình sẽ làm cái một cái video trước, up lên trước để gửi đến mọi người xem. Rồi để mình nổ máy lại mọi người. Rồi tập máy. Cái này nó còn hộp hơi nha mọi người. Để mình tháo cái họng bộ tử này ra luôn rồi. Tháo cái họng bộ tử này ra thì nó ngọt nha, thì là nó thiếu gió rồi, thì mình móc cái bộ tử này ra thêm. Thiếu gió để mình móc vô tử ra thêm. Mình coi lại mấy cái đường trong cái lỗ bô tử này, mình thấy nó hơi bị hẹp nha mọi người. Nó có ma giới nè, cái lỗ trong đó nó bị hẹp nè. Mình móc mấy cái đường này ra thêm cho nó thông gió ra thêm. Rồi mình móc ba cái ma giới, ba cái cho nó ra đều hết trơn nha mọi người. Bây giờ mình gắn vô. Mình thử ở ngoài thì cái bình xăng này nó, mình không gắn cái bao tử á, cái họng bao tử á, mình để trực tiếp gió gì luôn á, thì nó lên ngọt, nhưng mà nó lên khoảng 80% ga, nó bị, nó hơi bọc hơi. Thì mình canh theo cái kinh nghiệm của mình là mấy cái bình này á, thường thường mình canh mấy cái máy cam xăng á, thì mình chỉ đi, mình chỉ giấy cái vít lừa nhẹ ra là nó sẽ ngọt nha mọi người. Nhưng mà bây giờ là mình lên cái máy lớn rồi, thì mấy cái đường gió, mấy cái đường thở của nó nè, mấy cái đường lỗ mũi nè, thì nó không có, nó lỗ rất là nhỏ. Thì cái kinh nghiệm của mình là mình, nó sẽ không đủ, nó không đủ gió vô, rồi nó không đủ xăng qua ga cuối. Rồi mình tháo ra, mình giấy cái lỗ này lại luôn, mình tháo ra hết, mình móc mấy cái lỗ ra cho nó lớn lên một chút xíu. Cái lỗ mũi ở đây nó rất là nhỏ, bởi vì nó không có đủ gió để mà nạp vô để rút xăng lên. Mình móc cái lỗ này ra, mình móc cái lỗ ngay ra mọi người. Xăng thì nói chung thì cũng canh xăng thì cũng không dễ, cũng không khó, nhưng mà mình biết rồi thì mình có thể mình sẽ biết được cái đường xăng nó đi, mình sẽ làm được.
Mình lấy cái này ra mọi người, mình tháo cái này ra, mình lấy cái bét ra luôn. Rồi mình giấy cái lỗ mũi của nó. Giấy cho bự lên. Móc ra cho nó bự ra thêm. Mình làm quen, mình làm theo cảm nhận nha. Mình giấy từ từ lên nha mọi người. Hồi nãy mình có giấy rồi, nó cũng đỡ hơn lúc cũ. Thì mình bây giờ mình đem ra mình giấy thêm tiếp. Này mình canh theo cái cảm nhận của mình. Này tại cái máy lớn thì nó hơi khó chỉnh xăng chút xíu. Chứ còn mấy cái máy như cam xăng 110 này kia là mình chỉnh rất là mau. Chỉnh chưa? Rồi qua đập máy. Nghe tiếng máy nó tròn hơn nha mọi người. Nó tròn hơn lúc mà mình lúc trước nha. Xăng gì luôn cái rồi. Máy lên rất là lắm nha mọi người. Cái máy độ máy lớn, dành lớn mình không có dám nạt mà mình ngâm. Mọi người nghe cảm nhận nha, lúc cuối á, mình dặn lên cuối nghe cái máy rất là góc nè.
Rồi vậy là mình chỉnh như vậy là mình thấy rất là ngọt, rất là ok rồi. Giờ mình gắn cái bao tử vô nha, gắn cái họng bao tử vô rồi xong rồi mình ra mình chạy thử một vòng rồi mình chỉnh con ngao nha mọi người. Hồi nãy gió thì nó thiếu gió, mình móc cái đèn lỗ luôn nha, móc cái đèn lỗ tại vì cái này nó lên 12-58 rồi, nó cần gió rất là nhiều. Thường thường mấy cái này thì ta đi bao tử tăng tốc không à, rồi mình xài nó bao tử zin để móc cái lỗ dưới đây. Đây mọi người nhìn thấy nha, móc bao tử dưới đây cho nó gió nó vô cái bên cho vô chỗ đủ. Máy là mình canh ngọt ngào nha, bình này là bình Malai nha chứ không phải bình Nhật nha mọi người. Bình Nhật thì nó bình bông mai Nhật thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà bình này là bình Malai nó đi không được bằng bình Nhật, mà mình chỉnh cái gì cũng ok rồi. Rồi đấy mình cho anh em ra nó chơi thử hết đã hết 4 số rồi nó ngọt không nha. Đây 12-58 nha mọi người. Mình chỉnh thò lại nữa là giao cho khách là lụm lúa nha. Cái lúc mà mình đề ba chiếc xe này trái lớn nó hơi thiếu gió, hơi thiếu gió thì hợp nhẹ. Rồi lúc mà mình thử lại mình không có quay, tháo này ra là chạy ngọt ngào mọi người. Rồi thôi phố xin kết thúc clip tới đây nha. Xin chào tất cả mọi người đang xem nha. Rồi bye bye mọi người nha.